Sao mình lựa mà cắt hàng đẹp không, nhanh hàng xấu không cắt mày? Ngoài vườn này hình như không có xấu. Lựa mấy trái vỏ dày cắt chứ, mày cắt cho mỏng không rồi sao tao bán? Vỏ gì đâu mà vỏ mỏng không à. Khách đã đòi vỏ dày mà cứ cắt cho mỏng à. Trời, chắc ghét ghế quá. Cái này sáu hầu. Giúp giúp lấy mạnh cho nè, cho dưới này kìa, cho dưới này. Chắc sao? Ổng ngồi lên. Hồi chắc ghế ghế vậy quá. Sáu học rồi trời. Thế nó cứ mấy này nó cứ hâm dọa em hoài chị. Chắc trưa này đừng cho nó ăn cơm, đứa nào ăn cơm chứ. Sáu học nè. Mình chuyên cung cấp sầu riêng vỏ dày với lép mà cuối cùng vỏ trái tròn quá rồi ai mua trời. Rồi vỏ mỏng quá rồi ai mua trời. Ác thiệt chứ. Vỏ mỏng làm sao hả? Đây vỏ mỏng gì nè. Đó. Đó, vỏ mỏng gì nè. Bên mình chuyên cung cấp vỏ dày nha, vỏ dày với trái méo nha, còn ba trái trộn này không có bán. Nói vậy cho nó nhanh chứ nhiều khách cứ nói sao cái hột bự. Trời, tôi có nội soi được cái trái sầu riêng trong đó đâu mà biết hột nhỏ. Nên thà là mình nói hột bự đi, cho nó chắc ăn. Ủa từ giờ được như xuồng rồi. Vô xuồng hả anh? Vô luôn chưa? Vô luôn rồi. Vô sẵn lấy sọt luôn. Không sợ ấy đâu, nhỏ gái em giữ trong đó. Không nói tiếng nào luôn, bên đài tin tưởng nhận cái gì. Có, em có cử thằng thằng nắm tay đó ngoại á. Tại vì ngoại còn một giường em nó đang nằm ngoại nữa. Để nó dưới 200 không thì nó phải lặng. Để trong xe, để dưới nhà bà 7 luôn. Rồi xuống bà 7 rồi, xe đi rồi, xe đi thuốc nốt rồi. Nay nó đi lấy đồ thuốc nốt. Hồi được theo ghe vô tiếp lên ghe đi được. Dạ. Kêu này kia dạ là biết là kia bị gài rồi đó. Có tâm á ha. Cái đầu gai nó đen rồi nè các bạn. Cương Mỹ ELB. ELB chắc là inbox hay gì đó, hay liên hệ gì quá. Các bạn có thấy cái vườn sầu riêng mà tất cả các kỹ sư ở miền Tây đều bỏ chạy chưa? Đó là cái trái nó mọc ở trên cái mọc trên nhánh nha. Cuộc đời nó ác rồi đó, cái vườn này là trái mọc trên nhánh không à. Nè. Đó. Cái đầu gai nó đen rồi nè. Sao không giúp, thấy nó chụp thấy nặng nề quá giúp. Giả bộ mình đội đầu hay lấy đồ gói đỡ rồi. Muốn thì dục theo kiểu đó được. Cái này mình làm gì nó sẽ đỡ bị dập nha mấy bạn. Xuống cần xé xong là lên lên bờ luôn à, lên bờ lên xe tải luôn. Chứ không không có chất xá rồi lên rồi chất lại nó dập gai kinh khủng lắm. Thu đích bữa nay nhiều nha. Sáu học. Cái găng tay của ai dục đất kìa. Uống đít rồi. Uống đít từ giờ chắc có hơn cần rồi hả? Hơn một cần rồi á. Cây này chưa cắt hả nghe ông thần. Cắt sơ sót con cây đi. Ngồi giống bê đê xíu coi. À ngồi giống nữ tính xíu. À chéo qua nữa. Gái đứa gì dò lông không. Cơm nè. Hả? À. Về cạo lông nghe chưa.
Đây thợ mình là mấy bạn, nó xì ke ma tí hút chích dữ lắm. Ê thằng này đúng rồi, tao coi Pháp TV á, nó có thằng diễn viên giống hịch này. Đây đó là anh cơm cây cũng xì ke ma tí nè. Gì hả? Xì ke ma tí luôn hả? Pháp TV cái thằng gì ốm ốm đó. Quỳnh Phương ở ngoài. Ê sao em giống diễn viên quá vậy? Thằng nhanh giống diễn viên bên bên Nhật. Thằng này đâu đóng phim Nhật không à, nó đóng vai cảnh mà thằng chồng bị trói lại á. Khi mình lên mạng mày bấm là cảnh chồng bị trói vậy đó, bấm gì đó. Mày rảnh nó đi. Giá sĩ Nhiêu A Nguyễn Yến Ngọc. Mấy bạn chịu khó đợi thợ mình hút hết nên đứa thuốc này nữa rồi nó mới leo cây các bạn. Mình đang bố trí cho nó hút 7-7-49 ngày á, nó hút đã xong cái nó ra giường nó khỏi hút á. Mày hút thuốc ngày mấy thuốc? Ngày nó hút 1 mét thuốc á. Hút ở ngày mấy điếu rồi đó, ngày gói rồi nữa gói không? Ngày mày hút mấy thuốc? Vậy chạy đi chứ. Vậy chứ mày hút hoài nó mất thời gian ghê, một ngày. Một buổi này nó hút vậy là hết 5 cây của người ta rồi. Thời gian mày hút rồi mày cắt được 5 cây rồi. Thời gian rồi. Là anh ta thời gian rồi. Là tốt khỏi rõ rồi 5 cây. Hán Thành nó. Thế gì chứ mấy cái nhánh lão lần kia nó chưa nhớt rồi nghe nhanh. Có gì tao hối hận đâu. Mày làm cái gì tao hối hận đâu, tao không có chịu đâu. Mấy cái cây đằng bờ giáp ranh á với dì Bảy á. Rồi giờ cũng đăng cái gì lên gì chó giống ngựa rồi giống chó gì cha. Ủa mực đâu rồi? Đừng ăn thịt thông đầm đầy. Ừ. Mực hơi gì. Được đứng kế bên kìa. Được. Ủa mà sao con mực nó tên Được ta? Ê con mực sao nó tên Được mày? Cái thằng tây nó nuôi con mèo, cái thằng kia hỏi con mèo tên gì vậy, cái thằng tây nói này con chó mà, nó ủa sao con chó lại tên mèo, cái con mèo tên chó chứ. Ê, nhanh mày tên gì nhanh. Mới nói rồi đó. Ủa tên chó hả? Nhanh mày tên gì vậy nhanh. Thằng này cũng hơi bén nha, cứ mới nhượng được cũng nhanh lắm. Dao hồi lục. Hồi sáng mày không đi ăn sáng với tụi anh. Cái thằng ta có nhắn tin nào mà. Nhắn không? Có. À sao trong nhắn hồi giờ luôn hả? Nhắn hồi tối lúc 12 giờ đêm. Anh nhắn trên nhóm gì cho anh Thành, nó không hiện tin nhắn lên, nó coi gì hả? Nó chẳng hay gì. Cái thằng đó nó được nhỏ đó mời uống rượu. Cái thằng đó nó mới nói em nhúm môi anh uống. Thôi cắt nhanh đi nhanh ơi. Gì đâu không rồi, nói gì đâu. Mấy trái này chưa cắt các bạn. Tới 17 âm mới cắt nha. Nè. Ok bên đây nè. Này cái này nè. Cái này đúng không? Không, cái này của đợt trung thu. Mày cắt cây này làm chi? Mới chạy gai rồi cắt cái gì? Bình tĩnh đi giùm anh đi. Vô dao rồi đó chứ. Chứ bên này hồi sẽ xuống ghe em vô luôn đi chứ ba. Trái của cơm nè. Ở đây rùa gì nữa, chuyền thẳng xuống ghe luôn đi. Giúp ở dưới ghe kìa. Cần hả? Dạ. Sao học? Vừa phải thôi chứ. 8 học. 8 học không? Em cũng có kêu Thành điện cho anh đàng hoàng à. Ở vậy. Chưa chắc gì điện à. 5 học à. Sáng điện đàng hoàng là gì? Ai điện? Vị trí của anh Thành điện là sáng rồi à. Chắc tại cảnh báo nó tắt điện anh ơi. Trời.
có gì anh thương với em. Đúng rồi. Trên này 6 học gõ nè. 7 giờ có mặt nha. Đúng rồi. 7 học luôn. Có giờ gì thun á. Có vụ 6 giờ 59 ra. Ủa trái này 7 học trời, lần đầu tiên thấy luôn rồi trời. Bữa hổm có trái 7 học, hôm nay thêm trái 7 học nữa nè. 7 học nè. Nó lấy chụp hình quay phim gì đi. Dạ. Yeah. Em cũng mới. Cầm đi, cầm đi. Mới nay vừa hổm con trái này, con trái nữa. Mới thấy lần đầu. Chị là lần đầu chưa? Để mới thấy lần hai. Mới thấy lần đầu, hổm thấy con trái rồi. Hổm ngủ quên rồi. Trái này tao mới thấy lần đầu trái này. Giá sỉ bao nhiêu à? Xíu mình nhắn tin cho bạn. Trái đá thúi rồi đó. Cái chuyện đá cạnh đó. Hàng đẹp lắm nha. Mưa 17 âm lịch là 7 bữa nữa cắt tiếp á. Nhưng mà khả năng là gầm này cắt một cái nữa. Gà mình cắt thêm một cái nữa để cho nó có rụng mấy bạn. Sáu học nè. Thằng giúp hết chỗ đứng rồi ha, mà đứng bên đây không được giúp. Đứng ngang vô đó họ nó thảy vô nhánh được cùi luôn á. Vợ sắp sanh rồi đó mày ơi. Đó đó.